trước hồi xưa đó. Dạ. Để thì mẫu ban cho cô là trong 3 năm cô ngồi cô niệm Phật thì mẫu ban cho cô thì tự nhiên là cô xuất khẩu thành thơ, nhìn thì nói thôi, nó kêu bằng gọi người ta nói xuất khẩu thành thơ đó. Dạ. Dạ chứ là chứ hoàng là thì nói hôm nay là ở trên mẫu ban điểm để nhận đương nói đạo. Cô thấy mẫu luôn á hả? Mẫu thấy mẫu. Là lúc đó là cô ở nhà cô đang làm gì mà cô thấy mẫu? Cô làm duy vậy ha. Cô về trển cô lãnh định luôn. À cô niệm Phật không ha, 3 năm. 3 năm niệm Phật. Rồi cô thấy vô di là mẫu bay xuống hay sao cô? Cô về trển. Được về trển gặp mẫu. Về trển gặp mẫu, mẫu ban định cho cô xuống để dẫn dắt lên căn mẹ về. Vậy ha, mẫu. Thiêm ngôn lời mẹ châu phê. Mẫu chờ con dài tại tây lòng già ban ân lần kỳ ba chuyện cho thói quá tâm kinh cô vớt đi tự linh khai truyền lý đạo đi thuận hành gọi nguồn ân đức đại thánh trở về linh căn xưa tiền căn mẫu tạo. Rồi chưa? Rồi vô đi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Châu Phú thân ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú được đồng hành cùng với cô Tiên Dũng Tàu, cô Hai Tiền Giang, Huynh Hòa Núi Dài Năm Giếng cùng với cô Tư Ngọc Nương quý vị. Thì tất cả phái đoàn cùng nhau phối hợp là 1.100 phần quà quý cô chú anh chị. Thì hôm nay đã trở về đây là đầu tiên. Ở đây đó là những cái phần sữa nè quý cô chú anh chị cùng với những đôi dép xinh xắn. Tại vì ở đây là phát sinh sao mà phát quà mà gặp trẻ em quá nhiều quý vị. Ở đây thì Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với đoàn ghé lại đây. Đó, thầy chào Quýnh Hòa, chào cô Hai, chào cô Tư nha. Qua đây cái con cô Tư. Qua đây con Tư, qua đây đó. Rồi, chào các cô hết nha. Rồi thì Quýnh Hòa tới đây thì có cảm nhận như thế nào khi mà mình tới đây mình phát quà cho người lớn mà trẻ em nhiều còn hơn người lớn đó Quýnh Hòa? Vâng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính đến Châu Phú, Thiên Cấm Sơn cũng như cô Tư cũng như toàn thể tất cả các nhà mạnh thường quân, tất cả quý bà con cô bác ở trong đoàn ở nhiều nơi. Hôm nay là với cái ngày đầu tiên được đến với cái quê hương của tỉnh Gia Lai, tại nơi cái xã Đắc Trôi. Thì tôi thấy rằng đến tại cái bản làng của bà con này, ở đây thì phải nói là những cái người dân tộc Ba Na, Ê Rê, bà con rất là khó khăn. Hiện giờ thì đang bà con đang chờ đợi thì chúng ta thấy rằng từ ở xa, ở các cái nơi quê hương, ở các cái tỉnh An Giang, Vũng Tàu hoặc giả là ở Đồng Nai mà chúng ta đến ở đây tận nơi cái địa bàn này là trên cả ngàn cây số mà được cảm nhận cái hoàn cảnh khó khăn của tất cả bà con này, thì chúng ta đã có một cái niềm vui, một cái công đức lành trong cái mùa tháng 7 Du Lan hôm nay. Thôi thì giờ đây để bắt một cái nhịp cầu gieo duyên tốt đẹp thêm hơn thì Thanh Hòa sẽ đồng hành cùng với tất cả các em, các cô ở nơi trong cái bản làng này sẽ niệm Phật hết quý vị. Niệm Phật để gieo duyên lành, công đức lành cho tất cả các em. Thôi thì giờ đây mời các em niệm Phật nha. Rồi bây giờ đâu rồi, máy đâu rồi? Một người một hộp đi. Một đứa một hộp đi. Rồi bây giờ quý vị mình sẽ niệm Phật cùng với Thanh Hòa nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi lựa dép ra vừa với cỡ nào tặng luôn đi cô. Nam Mô A Tặng luôn, tặng dép luôn Phật. Vừa cỡ nào đó ha, sữa nè quý vị. Châu Phú đại diện Mạnh Thường Quân mua Nam Mô A 36 thùng sữa quý vị ha, tặng thêm 3 thùng là 39 thùng. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mời đi ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên, niệm lớn lên luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đôi dép thì lựa với cháu nào vừa thì tặng nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên, niệm lớn lên quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm lớn lên nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên, niệm lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Ai đang xách cái máy gần lại chút mày. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên đây. Niệm lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Niệm lên quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm lên, niệm lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm lên quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Có sửa hết rồi hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nè nè. Nam mô A Di Đà Phật. Lại nè. Nam mô A Di Đà Phật. Quá giỏi rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nè tới chị nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nè nè. Nam mô A Di Đà Phật. Quá giỏi rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Tới chị nè, tới chị nè. Đây, Nam mô A Di Đà Phật. À giỏi quá. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nè 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 nè. Niệm Phật quý vị, niệm lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị niệm không? Ai? Nam mô A Di Đà Phật. Bất ca cho mang vô luôn. Bất ca. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm mời chị. Nam mô A Di Đà Phật coi. Rồi. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Quấn vô tay bất ca rồi. Ừ. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa hít luôn bạn. Vừa hít luôn rồi nè. Vừa hít luôn. Ô vui không? Vừa hít luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Quá đẹp, 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 đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Dẹp lớn lên luôn vậy đồng thanh ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, nhìn cái gan kìa. Quá thế luôn ha. Gan như là chút chuột túi vậy. Quá thế luôn rồi. Nè ngủ mê man. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi xong chưa huynh hoài? Rồi xong rồi đó. Bắt đầu mình đi vô phát quà nha. Rồi chào các em xong rồi nha. Nè, máy bay ơi. Máy bay nha. Quá vui rồi. Đi người ba trai. Rồi bắt đầu tiếp tục chương trình là phát quà. Hôm qua chương trình trao tặng quà hai tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, 3 phát biểu của nhân quan từ thiện, 4 phát biểu của đại diện cấp ủy chính quyền xã, 5 trao ghi nhận tấm lòng vàng, 6 trao quà và chụp ảnh lưu niệm, 7 trao quà, 8 là kết thúc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con, thực hiện chương trình công tác hội và phong trào chữ thập đỏ huyện Lăng Giang 2024 được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân huyện cho phép hội chữ thập đỏ cấp huyện phối hợp với các ban ngành triển khai hoạt động của từ thiện. Vâng, nghiên cứu cao đẹp, tình đoàn kết, nhân ái, yêu thương con người và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam sẽ chia những khó khăn vất vả của người dân vùng sâu vùng xa. Hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2024, hội chữ thập đỏ huyện Lăng Giang phối hợp với nhóm thiện nguyện chùa Mỹ Thạch, giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và đoàn thiện nguyện Chư Tô Mô, Châu Phu Thiền Cấm Sơn và thiện nguyện Cơm Cây Từ Duyên Nhóm Gia Vô Cô Tiên ở thành phố Bờ Rịa Vũng Tàu.
đến và tặng quà cho 150 xuất quà cho người nghèo, người bệnh phong, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tù chính trị của xã Cát Trôi. Đó là lý do của buổi gặp mặt chúng ta hôm nay. Về dự xin trân trọng giới thiệu có ông Đinh Tân Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Có ông Đại Đức Thích Nhật Cường, Lê Quy Hùng, Phó Ban Trị giáo Hội Phật giáo huyện Tân Tê, là trưởng đoàn, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự còn có đồng chí thành viên trong đoàn Phó Viên phòng Trung tâm của huyện, mà 150 hộ nghèo, người bệnh phong, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tù chính trị của xã hội huyện Mang Giang, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Nối tiếp chương trình, xin trân trọng kính mời ông Tuệ Minh, Nhóm Thị Nguyệt, con trai thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa lên phát biểu. Kính thưa Đại Đức Thích Nguyện Tường, kính thưa Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đắc Trôi, huyện Mang Giang, phụng sự cho chúng sanh, tức là cúng dường cho chư Phật. Sự cân nhắc của Đức Phật là nhắc nhở cho hàng xuất gia cũng như tại gia, dù một phương pháp nào chúng ta cũng phải nên làm việc nhân đạo. Việc làm nhân đạo không phân biệt một màu da, một tôn giáo, một chủng tộc nào khác. Vì vậy, trong cái thời gian qua thì đoàn thiện nguyện của tổ công trai Trì Duyên kết hợp cùng với Gia Ô Cô Tiên, chúng tôi cũng đã liên kết với anh Châu Phú ở tỉnh An Giang, rồi từ đó kết nối với thầy những trường, thì chúng tôi mới biết được nơi này là một cái vùng sâu, vùng xa mà bà con đang thiếu thốn tất cả về cái sự sống. Vì vậy hôm nay chúng tôi cũng được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Tường, được sự hướng dẫn của anh Châu Phú ở An Giang, cũng như là đồng đạo ở tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà chúng tôi đã đến đây để chúng tôi phát quà tình thương cho bà con cô bác người dân tộc. Thì về phía đoàn chúng tôi đó, thì tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là Phật tử Tuệ Minh, tôi là trưởng đoàn và cũng là trưởng nhóm Kim Chay Trì Duyên ở thành phố Vũng Tàu. Xin quý vị cho chào pháo tay. Còn về giáo ô Cô Tiên thì tôi xin trân trọng giới thiệu cô Võ Thị Ba Đào Tiên là giáo ô Cô Tiên, cô cũng tài trợ cho trong chuyến đi này, xin trân trọng giới thiệu. Còn ngoài ra là sự đóng góp của tất cả các Phật tử ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị cũng được biết tin là bà con nơi này rất là khó khăn, nên giảm bớt đi phần chi tiêu không cần thiết trong gia đình mà hướng về đồng bào dân tộc. Mà hôm nay chúng tôi có những cái phần quà riêng về đoàn của chúng tôi đó, thì chúng tôi xin được gửi tặng cho bà con là dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, muối, bánh, vân vân, đó là đoàn của thiện nguyện. Rồi chút xíu nữa còn đoàn của An Giang, thì đoàn An Giang sẽ giới thiệu những phần quà của An Giang. Vì hôm nay thì chúng tôi về đây đó được cái sự đón tiếp của chánh quyền địa phương, cũng như là quý vị đã gửi thư mời mà triệu tập bà con về đây rất là đông đảo. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn và biết ơn đến quý cấp chánh quyền, và chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe quý vị hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Và tiếp đến chúng tôi cũng xin có đôi lời cùng với bà con cô bác của người dân tộc ở xã. Thì sau khi quý vị những cái phần quà mà chúng tôi trao tặng, tuy rằng phần quà chúng tôi không đánh giá là bao, nhưng cũng nói lên cái tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách. Mong rằng quý vị nhận những phần quà tình thương của đoàn chúng tôi, quý vị hãy nở cái nụ cười, hoan hỷ
để cho chúng tôi tăng thêm phần phước đức, chúng tôi xin hết. Vàng. Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Châu Phú Thiện, Tổng Sở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lên phát biểu. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Châu Phú thân ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay đó là lần này Châu Phú ra đây là cũng được cỡ khoảng 4-5 lần rồi quý vị. Thì sau khi mà đi rồi đó thì mới biết là trước giờ mình đi thăm là tại địa phương của Sư Minh Tuệ ở gần ở tỉnh Gia Lai quý cô chú anh chị. Cho nên kỳ này đó là bà con rất là mến mộ ngài. Cho nên nghe Châu Phú nói đi ra Gia Lai phát quà quý vị, thì bà con ở đây nghe nói khổ lắm. Đó cho nên là phát tâm chuyến này đi cả 110 quý vị. Thì kính thưa quý vị, có rất là nhiều đòn. Tại vì Châu Phú biết bà con gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên đó là một mình anh Châu Phú không thể nào mà lo hết trơn được tất cả. Cho nên Châu Phú đã mời, thứ nhất là cô Tư Ngọc Nương quý vị. À, cô Tư Ngọc Nương, dạ xin giới thiệu ha. À, thứ nhì là Giao Ua Cô Tiên cùng với Cơm Chay Thiện Nguyện Tùy Duyên quý vị. Dạ. Thứ ba là cô Hai Nhàn quý vị. Đây cô Hai Nhàn ha. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, tổng cái số mà quà hôm nay Châu Phú cộng lại đó quý vị, là ra tiền là 329.942.000 quý cô chú anh chị. Thì kính thưa quý vị, trong cái số tiền này Châu Phú khoan ra là phát là tổng cộng đó quý vị là 4 điểm. Đó là 600 bà con nghèo khó khăn. Đó gồm có thứ nhất là mùng mền, thứ hai là một bọc đồ mà lựa ra đồ cũ quý vị, đồ đẹp quý cô chú anh chị. Thứ ba đó là mì, gạo. Thứ tư là mùng mền mới và những đôi dép xinh xắn và những phần quà cho trẻ em đó quý cô chú anh chị, là 600 phần, cùng với là thêm là 500 phần cho trẻ em nghèo khó khăn mà chuyên niệm Phật đó quý vị. Cho nên trời thì cũng nắng, Châu Phú có đôi lời và xin chân thành cảm ơn tất cả phái đoàn, gia đình chú Lựa, huynh Hòa, núi Dài Năm Giếng cùng với quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng chuyến thiện nguyện hôm nay. Hy vọng mình đi chuyến này về thấy bà con còn gặp rất là nhiều khó khăn. Hy vọng quý cô chú anh chị cũng đồng phát tâm đến đây thăm bà con nghèo vì còn những cái nơi sâu xa mà khổ còn hơn nơi này nữa quý vị. Chúc quý vị sức khỏe, an lành, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi, có tiền có bạc để mà phát tâm lành hoài. Chúc tất cả quý mạnh thường quân sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì nắng quá con mời là sư ha. Và sư có cái đôi lời phát biểu cái ha, rồi xong mà mời anh luôn. Dạ. Một, hai, ba, bốn. Anh là Tổ Công, cùng cô Hai Nhà, cô Tiên, cô Ua, Vân Hòa, Hai Đồng, cùng tất cả đoàn, cùng với sư Cường về vùng Gia Lai này. Thì vừa rồi nghe Châu Phú nói là mọi người về Gia Lai nhiều, nhưng mà chủ yếu mọi người về cái vùng đất của sư Minh Tuệ, còn các vùng khác thì ít về. Thì hôm nay Châu Phú cùng phái đoàn về đây để thăm ba huyện Măng Giang, Chư Sê và Phú Thiền, thì là 6.200 phần quà. Thì thay mặt cho Bộ Từ Bộ Đạo của tỉnh Gia Lai, trước hết tri ân đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đoàn về đây phát quà yêu thương cho mọi người. Thứ hai nữa, cảm ơn trong đoàn của mình có anh Châu Phú, chủ Tuệ Minh, anh Vinh Hòa cùng các phái đoàn khác đã cùng với sư Cường cũng về đây rất là nhiều. Và sư Cường có duyên là rất thương người đồng bào Gia Lai. Mỗi khi sư Cường lên tụng kinh nghĩ tới người Gia Lai ban ai khó khăn, thì ngài Quan Âm ngài sẽ kêu gọi mọi người về đây để phát quà cho bà con. Nam Mô A Di Đà Phật.
mời thay mặt chính quyền địa phương có đôi lời cảm ơn đến phái đoàn, mời anh Thành, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Mang Giang, A Di Đà Phật, mời anh Thành. Kính thưa thầy Thích Nhật Cường cùng thưa tất cả các chú các bác trong đoàn thị huyện ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì trước tiên thì thay mặt cho chính quyền địa phương cũng như là toàn thể bà con xã Đá Coi xin chân thành gửi đến cảm ơn đến tất cả các quý cô chú trong đoàn từ thiện cũng như là chỗ thầy Thích Nhật Cường chư sơ đã quan tâm đến cái cuộc sống khó khăn của bà con, của người đồng bào dân tộc thiểu số của xã Đá Coi. Một lần nữa thì thay mặt cho chính quyền cũng như là toàn thể bà con xin chân thành cảm ơn và chúc đoàn và thầy Thích Nhật Cường dồi dào sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Những bộ đồ xinh xắn của bà con quý vị đã gửi cho cô Tư xã Tiết ha, về cùng với quý đồng đạo lựa ra những bộ đồ nào đẹp nhất nha quý cô chú anh chị. Đây quá luôn. Dạ chào chào cô Tư nha. Thưa cô Tư, hôm nay cô trở về đây đó thì cô cảm nhận như thế nào về bà con ở nơi này, cô thấy khó khăn lắm không? Cô Tư thấy cô Tư nữa thì cũng mừng cho bà con được cho vốn chia sẻ cho bà con trong ngoài để mà ủng hộ tiếp dần. Cái thứ hai nữa cô Tư muốn khóc luôn vì thấy hoàn cảnh gì đâu mà người ta không có cái gì hết trơn hết trọi, cô thấy động lòng quá rồi cho vốn vậy đó ha. Cô Tư cũng biết nói sao chứ không lẽ mà khóc hoài giờ mình thấy chảy hoài luôn vậy. Vậy ha cô Tư. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, thì bà con ở đây cũng còn rất là nhiều khó khăn quý vị. Lúc trước thì đồ là đem đổ ra, bà con lựa ra rồi là giành giật quý vị. Bây giờ là nhờ cô Tư lựa ra, tiễn ra những bộ đồ nào còn mới đẹp. Cái này cũng như là không có đồ mới không à, nhưng mà cô Tư một bịch đó là hai bộ đàn ông, hai bộ đàn bà, hai bộ kế, hai bộ nhỏ nữa, rồi bốn cáo lạnh vậy đó, cho nó đủ vậy đó. Chứ không phải là quý quá. Đây là đội của cô là ở đâu cô Tư? Đội cô ở đâu mà lựa ra vậy? Ở tại của mình xã Tân Lợi. Xã Tân Lợi ha. Tân Lợi, tỉnh Biên, tỉnh An. Dạ. Là chuyên lựa đồ cũ để cho bà con ha. Số điện thoại của cô Tư số mấy để mai mốt bà con có cho quần áo cũ liên hệ cô Tư. Không có biết số, nó đọc nó quên. Vậy hả? Rồi cảm ơn cô Tư nha. Rồi chúc cô Tư sức khỏe bình an. Dạ. Nãy hôm qua nó đây em để đây. Đây là những phần quà yêu thương nha quý vị. Đây kính thưa quý cô chú anh chị, đây là những phần quà thương mến của tất cả quý mạnh thường quân trong mùa Du Lan báo hiếu nha quý cô chú anh chị. Thì Châu Phú cũng có mua dầu nữa nha quý vị, để hỗ trợ cho bà con 1.500 chai dầu quý vị ha. Dầu đâu à, dầu ở đâu? Đây. Phát ba chai nha, người ba chai. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay đồng hành với phái đoàn Châu Phú đó quý vị, thì có phái đoàn của cô Tư Ngọc Nương quý vị. Thì quý cô chú anh chị cũng gắn bó với nhau làm đạo pháp giúp đỡ bà con mấy chục năm quý vị. Thì hôm nay Châu Phú sẽ xin phỏng vấn cô Tư Ngọc Nương đôi lời. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con chào cô Tư Ngọc Nương, chào quý cô chú cho nha. Dạ thì thưa cô, mình đi ra được tới đây đó là cũng gặp nạn hả cô, nạn ách người ta chặn xe phải không? Lúc đó trên đoàn mình niệm Phật dữ không cô? Để vô đường cấm mà tài xế nó không thấy. Không thấy ha. Không thấy gì hết hay gì. Dạ, vậy cũng ổn rồi ha. Dạ, vậy là cũng ổn rồi. Thì thưa cô, hôm nay
Hôm nay cô được đi về Gia Lai đó, là nơi mà Sư Minh Tuệ đã sanh ra ở tại tỉnh Gia Lai này. Thì rất là nhiều bà con ngưỡng mộ khi mà thấy một hình ảnh một vị sư mà tu theo hạnh Đầu Đà của Ngài Ca Diếp ngày xưa đó cô. Ngủ thì ngủ ngồi, ăn thì có một buổi à. Như vậy thì cô có cảm nhận như thế nào về Sư Minh Tuệ khi mà Ngài sanh ra đây, thì bà con được hưởng những cái phần giống như ở gần nhà sư, nhất là gần nhà sư đó được nhận những phần quà quá nhiều luôn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 đi Giáp Thìn, cộng đương cùng chư Phật tử tỉnh Thất Thiền Môn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Với sự bắt nghiệp cầu của Châu Phú ở An Giang mà đoàn Ngọc Đưa cũng được nhân viên về đến Gia Lai là quê hương của thầy Minh Tuệ, thì Ngài đã thấy rằng tất cả đồng bào nơi đây rất là khó khăn và rất là khổ sở vì nghiệp chướng từ tiền kiếp là đến năm nay, thì Ngài Minh Tuệ cũng đã phốt tục để mà tu hành đem những phước báo đến cho đồng bào nơi đây. Thì với cái gương đó chúng tôi cũng có chút ít quà mọn đến để giúp cho đồng bào an ủi trong vài ngày, để đồng bào được cái sự mà an ủi trong mấy ngày đó để niệm Phật tu hành, và cũng cầu nguyện cho thầy Minh Tuệ tu thành đắc quả, thành một thánh nhân để cứu độ chúng sanh, nhất là cứu độ đồng bào quê hương mình được sự ấm no, được sự an lành và tu hành để trở về hết cùng trong ngày hội đông qua đi gặp mẹ thầy. Đó là điều ước mong cùng nương đầu nguyện. Dạ, nhờ cho phú nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con cảm ơn cô. Thì thưa cô, có rất là nhiều người người ta nói vậy nè, nói tu theo Sư Minh Tuệ thì chừng nữa cũng không ổn, cũng xuống diêm vương à. Như vậy thì theo mà cô nghĩ đó, tu như vậy có đắc hay không, hay là ngày có phải xuống diêm vương không cô? Dạ. Thì chúng sanh mà thì nhiều ý tưởng, nhiều điều, với cái sự mà tâm còn sự chấp ngã, còn sự ganh tị, thì nói là nếu mình nói Sư Minh Tuệ về tu như vậy là về diêm vương, thì mình nhìn đợi mình về đâu? Mình có làm đổi những hạnh phúc đưa thầy Minh Tuệ hay không? Và quý ngài về quý vị chứ tăng ni bây giờ có làm đúng được y như vậy hay không, thì tất cả đều do tâm hết. Thì chúng ta nên nghĩ đến thân tâm mình đi, mình xét lại tâm mình lo tu sửa như lời thầy dạy, xét tâm mình lo tâm mình trước đi, rồi mình mới là nói người ta, chứ nói chi được mang quả nghiệp. Nói là qua mang quả nghiệp, nghiệp ha. Quả nghiệp rất là khổ sở. Dạ, vậy ha cô. Con cảm ơn cô ha. Tại vì một người á mà người ta đã buông tất cả rồi. Mình đâu làm được giống người ta. Cho nên mình gặp mình phải kính lễ, mình tôn sùng, mình bái người ta. Ha. Dạ, cô trả lời rất là tuyệt vời ha cô. Dạ thì thưa cô, theo mà các cô chú nói á, là Sư Minh Tuệ tu vậy đó thì ép sát. Đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là khuyên là trở về con đường trung đạo. Như vậy mà tu pháp môn như vậy thì có đắc hơn không con? Có đạt quả không con? Dạ. Như lời Đức Phật nói ra là mình tu về trung đạo là thì Đức Phật đã có chồng sinh tử rồi, dạ, vì cảnh Niết Bàn rồi. Dạ. Thì sao những lời đó mà sao mình không thể hành đi? Dạ. Trung đạo là đúng như thế. Dạ. Cũng như là Đức Phật Thích Ca cũng là tái kiếp lại là Đức Bình Giáo Chủ ngày hôm nay. Yeah. Để mà cũng là dạy chúng ta về đạo tứ ân, thì đạo tứ ân là lo niệm Phật, bây giờ cảnh Di Đà cũng là Tây Phương Cực Lạc. Yeah. Thì như vậy thì chúng ta cứ hành theo lời thầy đi, Đức Bình Giáo Chủ của thầy mình dạy sao mình là hành y vậy đi. Yeah. Là ăn chay trường chay, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, thì mình tạo những cái từ những cái ác nghiệp mà lo tạo những thiện nghiệp. Thì bây giờ cái ý ông Lương là bây giờ mình có chút phương tiện nào thì mình giúp đỡ cho đồng bào hoặc là huynh đệ cận mình, rồi đồng bào xa xôi một chút lương thực chút ít như vậy, đó là cũng như là tình đồng loại mà thầy đã dạy, để mà rất là mình tạo cái phước báo, sau là mình chị em mình cùng dẫn dắt nhau, mình trở về nó tu sửa thôi, chứ đâu có gì hết. Còn ai làm gì làm thì ai làm ai chấp ngã thì họ mang cả nghiệp thôi, vậy mình không dám nói. Vậy là cô khuyên là cũng giống như là học theo thầy tổ, rồi học theo là Sư Minh Tuệ cũng khuyên bà con là giữ năm giới mà cô mà vừa bà đọc ra đó ha. Dạ, vậy là an lạc rồi. Cảm ơn cô Ngọc Nương. Thì cô ở nhà vậy đó là các cô nè, các Phật tử đó là tu theo
theo mẹ mẫu hay là theo Phật giáo Hòa Hảo hay theo nào cô làm dạ. Ơn chia sẻ. Nói mà tu á thì đồng nương có thầy Trần á dạ. Là bên Nam Tông. Dạ. Thầy Du Di á là Phật thầy Tây An. Dạ. Mà Phật. Wow. Nhưng mà theo cái duyên á thì khi mà đồng nương mà tỉnh ngộ năm 82 tuổi á thì đi bên mẫu. Dạ. Thì mẫu cũng dạy về tu nhân. Dạ. Tu nhân cũng tu về tứ ân. Dạ. Thì mà mẫu cũng là tứ ân. Thì ngày xưa cái tiền căn của mẫu hồi xưa cũng ở dưới này. Dạ. Và Đức Ngọc Đế cũng ở dưới này. Dạ. Để mà lập công đức là để sau này mới về nuôi cai quản ngôi trời. Dạ. Đó thì dạ. Đó là cũng tu nhân. Thì đó là khi mà gặp thầy cũng dạy về đạo nhân. Thì tất cả là đạo nào cũng vậy chúng ta tu hành đúng. Thì sai là mình tự mình làm. À, vậy thì, là tự mình làm tự mình gây. Dạ. Thôi chứ mình không thầy mẹ không chứ đạo nào cũng dạy mình là chân chánh. Cô làm ơn cho con hỏi cô, năm 82 á là cô về đạo mẫu, là cô gặp mẫu là cô gặp như thế nào? Lúc đó là con nghĩ là cô chắc là xinh đẹp lắm mà sao tự nhiên gặp mẫu cái buông đi tu luôn đó. À, cô làm ơn chia sẻ câu chuyện đó được không cô? Năm 82 thì đó là cũng là năm 81 cộng đương là có cái nghiệp duyên nợ đời. Dạ. Nợ duyên nợ đời với ông xã cho năm 82. Dạ. Thì lãnh định của mẫu thì tiền ông đâu nói rằng còn phải bây giờ ông để mình khai được người ta nói mình khoe không sao cô. Nhưng kể mà, cho con thôi. Thì ông đương không có học cao như cái gì đó. Dạ. Lúc năm hồi xưa nó năm bây giờ gọi là biết hồi xưa đó. Dạ. Để thì mẫu ban cho cô là trong 3 năm cô ngồi cô niệm Phật thì mẫu ban cho cô thì tự nhiên là cô xuất khẩu thành thơ. Nhìn thì nói thôi, nó kêu bằng gọi người ta nói xuất khẩu thành thơ đó. Dạ. Dạ, chứ hoàng là thì nói năm nay là ở trên mẫu băng điểm để nhận đương nói đạo. Cô thấy mẫu luôn á hả? Mẫu thấy mẫu. Là lúc đó là cô ở nhà cô đang làm cô gì mà cô thấy mẫu? Cô nằm Du Di. Vậy ha. Cô về trển cô lãnh định. À cô niệm Phật không ha, 3 năm. Ba năm. Rồi cô thấy Du Di là mẫu bay xuống rồi sao cô? Cô về trển. À, được về trển gặp về mẫu. Trển gặp mẫu ban định cho cô xuống để dẫn dắt lên căn mẹ về. Vậy ha. Cô mẫu bà. Mẫu có cô con thấy là những cái hình mà ở những miếu đó là có hình mẫu mẹ Diêu Trì. Diêu Trì cái mẫu. Đó thì cô thấy có giống như những cái hình tượng mà quý cô chú đặt ngôi thờ tại nhà không cô? À tại chùa Am Cốc đó. Dạ, hình mẫu ấy gì vậy đó. Giống vậy đó ha. Dạ, dạ. À vậy ha cô. Dạ. Vậy thì cô làm ơn là tặng cho con một cái bài chân điển của mẫu để cho quý cô chú anh chị nghe luôn trong nhân dịp đi về quê Sư Minh Tuệ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn cô. Đứng là hay nên đứng rồi, là luôn. Rồi đứng luôn ha. Đứng luôn. À rồi vậy mời cô. Mời cô ngồi nha. Cô cũng lớn tuổi quý vị. Diêu cung điện là nguồn gốc cội trì tâm linh qua khỏi sóng mê. Kim ngôn lời mẹ châu phê, mẫu chờ con dài tại tê lòng già. Ban ân lệnh kỳ ba chuyện cho thói quá tâm kinh cô vớt đi tự linh khai truyền lý đạo đi thuận hành gọi nguồn ân đức đại thánh trở về. Linh căn xưa tiền căn mẫu tạo tánh siêu phàm thông đạo vi tiên. Ngọc căn chiếu đi rồi diệu quyền cội nguồn ân đức đi mẹ hiền rải ban chân tánh đạo hoàn toàn thâm thiết. Xưa cũng gì chẳng biết đi mùi đời, linh hồn sáng tọt vị ngôi. Cắn tiền bích đi ngọc là nơi cũ trùng.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, quá hay ha. Rồi, con mời cô ngồi cho khỏe ha. Thương quá à. Rồi, con cảm ơn cô Tư. Thì thưa cô Tư, ở trong đây á, là con biết á, là về phần mẫu đó, cô dắt cô chú chị em về đó. Cùng về với mẫu đó thì thường thường á, các cô chú chị em đây á, chắc là cũng có bị hành cái gì mới tìm tới cô Tư hả? Dạ, không có hành. Có hành không? Sao con thấy có mấy người mà ta hành ta hay phải đi núi đi non, ta khóc đó là sao hả cô? Là các gì đó là các cái phần âm mượn xác à. Là vô cũng có nhiều cái cấp bậc lắm. Dạ. Có nhiều người thì trong củ quyền về. Dạ. À, chủ quyền ông bà cha mẹ thân bằng miếu thuộc về độ xác đó cho cái xác con cháu mình được tu hành. Dạ. Dẫn dắt tu hành. Rồi nếu không tu thì phải hành xác cho nó, cho nó biết đường đạo nó quay về. Còn người thì không có tu hành mà tốn cả một mạng thì các phần hồn mà giết vô giết dưỡng á, giết quan giết ức á, ta nhập vô. Nhập vô rồi người ta có tâm cùng tâm sân si giận nhiều quá. Ta hành vô nữa, hành để ta làm những chuyện là háo danh háo lợi, là hoặc là cái bị sát người đó. Sát người đó là muốn là có một cái gì quyền di. Thì ra là các phần hồn nó mới nhập vô rồi mượn lấy đạo tạo được. Nó nhiều hạn lắm con. Nhiều hạn á. Nhiều hạn lắm. Cũng như bởi là... vậy mà mẹ nói là cái mạng Hạ Quân này đó là tâm tam thiên lục bá, chỉ cần những nhiều lắm chàng hai danh dạ. Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn cô Tư nha. Vâng, và kính thưa quý vị, vậy là cô Tư chia sẻ đó quý vị, cũng có rất là nhiều phần ha. Ông bà tổ tiên muốn đi về để cho con cháu tu hành, cũng có người ham linh ham nghiệm sợ em ăn nghèo. Chúc quý vị sức khỏe bình an. Mời quý vị và các bạn, mời quý cô sẽ đi phát những cái điểm kia khổ hơn nữa nha, phát hoài quý vị. Dạ, chúc quý vị sức khỏe bình an và Nam Mô Di Đà Phật.